Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin 18:30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Thưa quý vị, thưa các bạn, việc quy định giờ khai thác và hạn mức khai thác tại các mỏ cát là biện pháp được các địa phương đưa ra nhằm quản lý hoạt động khai thác cát tốt hơn. Tuy nhiên, trên thực tế, việc chấp hành quy định này lại chủ yếu dựa vào sự tự giác của các chủ mỏ. Việc xác định hạn mức khai thác khoáng sản được xác định căn cứ vào trữ lượng khoáng sản tại mỏ và thời gian giao quyền khai thác. Trên cơ sở phương án sản xuất kinh doanh của mình, từng chủ mỏ sẽ đăng ký giờ khai thác trong ngày nhưng không được vượt quá 8 giờ mỗi ngày. Song việc chấp hành các quy định này chủ yếu mới chỉ trông chờ ở sự tự giác của các chủ mỏ. Trong khi đó, công tác kiểm tra giám sát của các cơ quan chức năng mới chỉ dựa vào báo cáo, hồ sơ của doanh nghiệp và thông qua kiểm tra đột xuất mà chưa có công cụ và cơ chế để giám sát thường xuyên. Việc trông chờ vào ý thức và sự tự giác tuân thủ của các chủ mỏ cùng với sự vào cuộc chưa thực sự quyết liệt của chính quyền một số địa phương là nguyên nhân dẫn đến tình trạng vẫn còn nhiều chủ mỏ chưa chấp hành quy định về hạn mức khai thác và giờ khai thác cát. Hiện nay, việc thực hiện dự án cầu vượt nút giao quốc lộ 1A với đường Nghi Sơn Bãi Trành đang bị chậm tiến độ do sự chậm trễ trong công tác giải phóng mặt bằng. Để phục vụ dự án đầu tư xây dựng thêm một nguyên đơn cầu vượt tại nút giao giữa quốc lộ 1A với đường Nghi Sơn Bãi Trành, đến nay huyện Tĩnh Gia đã chi trả bồi thường giải phóng mặt bằng trên 30 tỷ đồng trong tổng số 33,8 tỷ đồng được phê duyệt. Tuy nhiên, huyện mới chỉ bàn giao được 1,9 trên tổng số 3,9 km chiều dài tuyến. Hiện còn vướng mắc mặt bằng tại 23 hộ, chủ yếu do nguồn gốc đất. Đáng chú ý, có những điểm vướng mắc mặt bằng ảnh hưởng đến việc triển khai thi công một tuyến chính và hai tuyến phụ của dự án, như tại hộ gia đình ông Lê Đức Hanh tại xã Mai Lâm. Theo kế hoạch, đến ngày 31 tháng 12, công trình phải hoàn thành phần xây lắp, thế nhưng do không có mặt bằng nên tiến độ dự án vẫn dậm chân tại chỗ. Liên quan đến vụ việc tại cảng hàng không Thọ Xuân, vào khoảng 14 giờ ngày 23 tháng 11 năm 2018, tại nhà ga hành khách cảng hàng không Thọ Xuân, một nhóm người đưa tiễn người nhà đã hành hung tiếp viên và nhân viên kiểm soát an ninh cảng. Vụ việc đã được các lực lượng chức năng khống chế kịp thời. Sau khi làm xong các thủ tục cho người nhà đi chuyến bay VN1271 chặng bay Thanh Hóa Sài Gòn, dự kiến cất cánh lúc 15 giờ 05 phút cùng ngày, các đối tượng Phạm Hữu An sinh năm 1990, trú tại số nhà 03, ngõ 46 Mật Sơn 3, phường Đô Vệ, thành phố Thanh Hóa. Lê Văn Nhị sinh năm 1977, trú ở thôn 2, xã Xuân Quang, huyện Thọ Xuân. Lê Trung Dũng sinh năm 1984, trú tại thôn 10, Xuân Quang, Thọ Xuân. Đã nhờ một nhân viên hãng hàng không Vietjet Air chụp ảnh chung tại khu vực sảnh ga, nhưng nhân viên này từ chối vì lý do công việc. Do không đáp ứng được yêu cầu, các đối tượng An, Nhị, Dũng đã to tiếng chửi bới, hành hung tiếp viên này. Đại diện hãng hàng không Vietjet Air và nhân viên kiểm soát an ninh thực hiện nhiệm vụ tại vị trí ga đến can ngăn thì đã bị các đối tượng Nhị và Dũng hành hung. Lực lượng an ninh hàng không sau đó đã khống chế các đối tượng đưa về phòng trực an ninh hàng không để làm rõ sự việc. Hiện nay, Tổ công tác Công an huyện Thọ Xuân tại cảng hàng không đã phối hợp với lực lượng an ninh hàng không lập hồ sơ ban đầu. Các đối tượng thừa nhận hành vi của mình. Các nhân viên hàng không bị xâm phạm được xác định thương tích nhẹ và sức khỏe đã ổn định. Vụ việc đang được điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, gần đây, khoa nội dị ứng cơ xương khớp Bệnh viện Nhi tỉnh Thanh Hóa đã tiếp nhận nhiều trường hợp trẻ dậy thì sớm, thậm chí dậy thì từ khi mới lên 5 tuổi. Trong khi đó, độ tuổi dậy thì phổ biến hiện nay ở trẻ em gái là từ 10 đến 11 tuổi, còn ở trẻ em trai là từ 12 đến 14 tuổi. Tình trạng dậy thì sớm đang có chiều hướng gia tăng. 8 tuổi. Thế nhưng bé gái này đã cao lớn hơn hẳn so với bạn bè cùng trang lứa. Tuyến vú phát triển nhanh, chiều cao cũng tăng đáng kể chỉ trong vài tháng. Em được chẩn đoán mắc chứng dậy thì sớm. Điều mà tôi lo lắng đầu tiên ấy là về tâm sinh lý của cháu. Cháu sẽ không hòa đồng với các bạn được. Sau đó là cái chiều cao của cháu phát triển là không nhanh. Theo thống kê của khoa nội dị ứng cơ xương khớp Bệnh viện Nhi tỉnh Thanh Hóa, nếu như năm 2013 chỉ có 5 trường hợp trẻ được chẩn đoán dậy thì sớm, thì đến năm 2017, con số này đã tăng lên gấp 5 lần. Có hai nguyên nhân dẫn đến dậy thì sớm. Thứ nhất là nguyên nhân thực thể, tức trong cơ thể trẻ có một bệnh lý hay tổn thương nào đó làm nội tiết tố sinh dục tăng lên. Các trẻ này thường bị khối u trong não hoặc trong tuyến sinh dục gây viêm nhiễm hệ thần kinh trung ương. Trường hợp thứ hai là nguyên nhân vô căn do lối sống sinh hoạt, chế độ dinh dưỡng làm rối loạn nội tiết của trẻ. Nguyên nhân này chiếm khoảng 80% các trường hợp dậy thì sớm.
Trong quá trình sản xuất, ba trang trại chăn nuôi lợn tại thôn 6 xã Xuân Thành huyện Thọ Xuân đã gây ô nhiễm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến các khu vực xung quanh, khiến các hộ dân có ý kiến tại các buổi tiếp xúc cử tri. Tại các trang trại chăn nuôi trên, mặc dù chủ trang trại đã đầu tư hệ thống thu gom nước thải vào các hầm bioga, lắng lọc trước khi xả thải ra ao cá, thu gom chất thải thường xuyên, nhưng do hệ thống chuồng nuôi xây dựng hở nên vẫn phát mùi hôi thối. Hệ thống mương thoát nước thải của toàn khu vực qua thời gian đã bị bồi lắng, hạn chế dòng chảy, khó tiêu thoát nước, nhất là những khi trời mưa to hoặc các trang trại xả nước thải. Mặt khác, các trang trại này có vị trí sát ngay khu dân cư Liên Phô thuộc địa bàn xã Thọ Nguyên nên mùi hôi đã ảnh hưởng trực tiếp đến các gia đình sinh sống tại đây. Bản tin 18:30 xin được tiếp tục với những thông tin trong nước vừa được chúng tôi cập nhật. Ung thư vú là loại ung thư phổ biến hàng đầu ở nữ giới tại Việt Nam. Theo thống kê của Bệnh viện Ca Trung ương, hiện có khoảng trên 42.000 người đang sống cùng căn bệnh này. Hiện nay, nhiều ứng dụng kỹ thuật mới đã mang lại hiệu quả điều trị rất cao. Qua đó, đã nâng tỷ lệ sống thêm cho bệnh nhân ung thư vú có thụ thể HER2 dương tính. Cụ thể, tỷ lệ sống thêm toàn bộ sau 1-3 năm là từ 87-98%, kể cả ở các nhóm có di căn hạch. Tỷ lệ sống không bệnh sau 5 năm là trên 75%. Tại Khánh Hòa, sau khi cây cầu gỗ Phú Kiềng bắc qua con sông Cái Nha Trang bị lũ cuốn trôi 4 nhịp vào chiều ngày 18 tháng 11, mấy ngày qua, để đến được ngôi trường nằm bên kia sông, nhiều em học sinh của các phường ở phía bắc Nha Trang đã liều lĩnh chui qua hầm tàu lửa, sau đó vượt qua cầu đường sắt bắc qua sông Cái để đến trường. Tình trạng này thường tái diễn mỗi khi cây cầu gỗ bị lũ cuốn trôi hàng năm khi có lũ. Mỏ chế biến đá ở khu vực làng hợp thị trấn Cờ Bang, tỉnh Gia Lai là mỏ đá của một doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn thị trấn Cờ Bang. Mặc dù đã hết giấy phép, song máy móc công nhân vẫn hoạt động. Chỉ khi xuất hiện camera ghi hình thì máy múc mới ngừng hoạt động, còn công nhân chỉ tạm nghỉ rồi lại ra làm tiếp. Điều đáng nói là dù đã hết giấy phép, song mỏ đá này vẫn hoạt động một cách công khai ngay sát đường vào làng hợp mà không bị xử lý. Một người Hàn Quốc có tên là Park Yeong-jun đã đón xe taxi do tài xế Võ Văn Đức, 26 tuổi, điều khiển từ thành phố Huế về thành phố Đà Nẵng. Đến trước số nhà 88 Võ Nguyên Giáp, Park Yeong-jun yêu cầu dừng xe rồi bất ngờ rút hung khí khống chế lái xe để cướp tài sản. Lợi dụng sơ hở, lái xe mở cửa xe chạy thoát ra ngoài và truy hô. Ngay sau đó, đối tượng Park Yeong-jun đã bị bắt giữ. Theo thông tin ban đầu, Park Yeong-jun nhập cảnh vào Đà Nẵng hồi tháng 8 năm 2018. Sau khi hết hạn thị thực, Park Yeong-jun không gia hạn nhưng vẫn tiếp tục ở lại Việt Nam. Nam hành khách 41 tuổi mang quốc tịch Việt Nam ngụ tại Hà Nội vừa bị cơ quan hải quan bắt giữ ngay tại sân bay Tân Sơn Nhất với cáo buộc vận chuyển trái phép vũ khí. Trước đó, đối tượng này đã cất giấu 3 khẩu súng ngắn và 4 hộp tiếp đạn trong hành lý cá nhân mang theo trên chuyến bay VN10 từ Paris về Việt Nam qua cửa khẩu Tân Sơn Nhất. Tuy nhiên, ngay sau khi làm thủ tục nhập cảnh, nhận thấy sự kiểm soát chặt chẽ của lực lượng hải quan, đối tượng này đã bỏ lại hành lý nhằm trốn thoát về Hà Nội. Ngày 23 tháng 11, Công an tỉnh Đắk Nông đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 3 đối tượng Vũ Anh Hưởng, Dương Quốc Huy và Nguyễn Đình Tuấn, cùng trú tại thành phố Hà Nội, hiện tạm trú tại thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông để điều tra về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự. Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 6 năm 2018, các đối tượng trên đã cho hơn 200 người dân vay tiền trả góp theo ngày với số tiền thu lợi bất chính gần 150 triệu đồng, lãi suất từ 280 đến 365% một năm. Quý vị và các bạn có thể xem lại bản tin 18:30 tại địa chỉ website truyenhinhthanhhoa.vn. Thông tin phản ánh của quý vị và các bạn xin gửi về chương trình theo địa chỉ bản tin 18:30 ttva@gmail.com hoặc số điện thoại đường dây nóng 0888253636. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi bản tin 18:30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Xin kính chào và hẹn gặp lại.